Anh, em xong rồi nè. Giờ mình đi chưa anh? Anh nè, cái khách sạn gì gì mà đêm qua nói với em đó, em chưa bao giờ được đến hết. Chắc là nó mắc lắm anh hả? Cũng thường thôi. Nhưng em à, Có lẽ Có lẽ sao? Tự nhiên hả? Em thấy anh đó hả? Lúng túng với em lắm luôn á. Đừng có nói với em á là anh muốn chuyện đó nữa rồi anh mới chịu đi đó nha. Thôi nha, em hả, giờ muốn hai đứa mình đi ăn ở khách sạn 7 sao đó xong rồi cái về đây. Em sẽ cho anh lên tiên luôn, chịu không? Vậy thì còn gì bằng nữa. Nhưng mà có lẽ bữa khác mình mới tới đó được em à. Tại vì hồi nãy anh mới gọi điện tới đó đặt bàn, người ta nói bữa nay người ta không nhận khách nữa. Ủa anh, sao kỳ vậy? Em biết không, họ nói là bữa nay họ có khách của Liên Hiệp Quốc hay là phái đoàn tổng thống Mỹ gì đó, thành ra đông quá họ không nhận thêm nữa, họ phải ưu tiên cho khách nước ngoài. Vậy chán quá. Thôi em đừng buồn, nay mai anh sẽ đưa em tới đó mà. Anh, vậy bây giờ tụi mình tính đi ăn ở đâu anh? Để anh nghĩ coi. Có rồi, nghĩ ra rồi. Ở đâu? Mình ăn gì hả anh? Hay là trưa nay mình đi ăn cơm tấm bì đi em. Anh nói chơi hay nói thiệt vậy? Trời ơi, cái thứ đó ngày nào mà em không ăn. Thì em dì anh, đi ăn thêm bữa nữa được không? Anh đang thèm món đó quá à. Ngày nào như ngày đó, cứ ăn toàn cao lương mỹ vị không, ngán tới cổ luôn. Lâu lâu mình ăn cơm tấm bì, nhớ lại cái hương vị bình dân, cũng hay em ha. Anh thấy hay á thì anh ăn đi, anh ăn một mình đi nha.
Em giờ anh ra quán đi. Hồi nãy hả, thằng cha Phương điếc á, thằng chả hẹn em đi ăn cơm gà Thượng Hải với anh chả đó. Em tưởng á là em được đi với anh, cho nên em từ chối anh chả. Thôi, để em ra nói lại với nó. Bực mình. Kìa. Em không ăn cơm tấm bì, để anh nghĩ món khác. Trúng việc vài bữa cũng không xong. Điện thoại ở công ty, chắc có chuyện gấp đây. Chờ anh chút.